ចាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំអរគុណដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនេះចាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមានមុខម្ហូបយ៉ាងទីដែរគឺមុខសណ្តែកសាច់គោជាមួយនឹងម្អមគ្រឿងផ្សំមានដូចជាសាច់គោអាំងសណ្តែកគួម្អមក្រូចឆ្មារខ្ទឹមម្ទេសទឹកប្រហុកអំបិលរ៉តឌីនិងស្ករ sẽ cố cứ khi bao nhiêu ta ăn trong air fryer bông bông cứ ăn ở chỗ anh tài chất sắp phải sắp bị rồi tam ca cho chất vào bông bông vô hai sắp bị rồi của bạn chẳng hạn á dài lời thay dương chọn nhầm sẽ cố nâng ở định nơi chiêm tích tích cho cứ dương chọn nhầm là bị thả ở vị trí anh khá là chẳng sạch cố bạn chân hai bông bông chân kim vô sạch cố nữa mà hành chỉ mình test đang sáng tuổi tôi chân nó bông bông hành sáng sáng nghi xuống về đại dương vô tự bọc tới sạch cố dẫn cho chia cho mùi nâng cương bà lò rồi trong kêu đã được trong tập ba lần bảy thôi cả một kêu dương nữa ngắm bóng bồn khi em đặt một tay lên trà để xào tại em chịu chặt hờ hay đặt tơ máu em đặt score cả là sáp ri cà phê rồi đi mới trong sáp ri cà phê ông bơ mình tích tích bơ hóc pi sáp ri cà phê nâng cùi chma mùi phai trà bóng bồn chà cứ thay dương bột cho bỏ cương cho muối sạch mình lai nó ấy sọc mau tập áo mát đặt mà ôm dương hay cụt cho mà cụt ấy chẳng nó bông bông hay cho bỏ cương từng ao cho muối sạch nó ở chỗ chìt khi như tới nó chỉ cà rụi sạch cho bông bông cho con chia ra bông bông xem lại cà tu sinh nào video này xong con xong chấm review.